Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng chiến tại Congo. Đức Thánh Cha kêu gọi các phe lâm chiến ở miền Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo hãy ngưng chiến để các nhân viên từ thiện có thể đến cứu trợ dân chúng đang kiệt kệ tại đây. Trong thánh lễ hôm ngày 29 tháng 6 năm 2017, Đức Tổng giám mục Luis Montemayor, sứ thần tòa thánh tại Congo nói rằng Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh sự cần thiết phải có cuộc ngưng chiến ở miền Kasai. Ngài chỉ thị cho vị đại diện tòa thánh ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, vận động có cuộc ngưng chiến tại Kasai, hầu cứu trợ dân chúng và bảo vệ các trẻ em. Theo chỉ thị của Đức Thánh Cha, đại diện tòa thánh đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong khóa họp thứ 35 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017. Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017, trong buổi đọc kinh truyền tin ở Roma, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đau lòng về tình trạng dân chúng tại miền Kasai và tố giác sự bất an dân chúng phải chịu, đồng thời kêu gọi chính quyền Congo cũng như cộng đồng quốc tế ý thức về thảm trạng này cũng như trách nhiệm đối với dân chúng tại miền Kasai. Từ tháng 9 năm 2016, miền Kasai bị dao động vì cuộc nổi loạn của phe Mawina Snapu. Tù trưởng bị giết hồi tháng 8 trước đó trong một cuộc hành quân. Sau khi nổi dậy chống chính quyền trung ương của Congo, bạo lực cho đến nay đã làm cho 3.383 người chết. Đức Tổng giám mục sứ thần Luis Montemayor cũng cho biết chi tiết các cuộc tàn phá tại miền Kasai. Tổng cộng có 5 đại chủng viện, 60 giáo xứ, 34 nhà dòng và 141 trường công giáo bị đóng cửa. Thêm vào đó, hai giám mục là Đức cha Felicien Wanama Galumbula, giám mục giáo phận Luza, và Đức cha Ferro Celestin Sitoko Mamba, giám mục giáo phận Luebo, buộc lòng phải tản cư đi nơi khác.